Từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11, Điện lực Vĩnh Thạnh phối hợp với trường Trung học cơ sở Thạnh Mỹ tổ chức tuyên truyền tiết kiệm điện cho học sinh thông qua phần mềm trực tuyến. Các buổi tuyên truyền được tổ chức trực tuyến trong tiết sinh hoạt đầu tuần và trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Học sinh được xem clip về an toàn sử dụng điện và tiết kiệm điện, trả lời phiếu trắc nghiệm về an toàn sử dụng điện và tiết kiệm điện thông qua biểu mẫu trắc nghiệm trực tuyến Google Form. Trả lời đúng câu hỏi sẽ được trao thưởng 5 quyển tập, đã có gần 600 lượt trả lời đúng. Ngoài ra, để khuyến khích các em học sinh có những ý tưởng, sáng kiến tiết kiệm điện, ban tổ chức còn phát động thi kiến thức tiết kiệm điện với tổng số phần thưởng là 1.000 quyển tập.